Chào mọi người nha, hôm nay mình lại tiếp tục đi tìm đá nữa luôn mọi người. Mình đang ở trên cái sườn núi này nha. Mình vừa phát hiện ra được một cái mạch đá thạch anh nè. Đó. Mình đang bươi từ từ vô nha. Rồi, để mình bươi vô một lát nữa tới cái lớp đá mình sẽ mở máy quay cho mọi người xem nha. Ở ngoài này thì cát không à. Mấy viên nè. Ống ánh luôn nha, để mình đưa ra nắng cho mọi người xem. Đó. Còn trong đây nữa nè nha mọi người nha. Đây, nguyên cây tinh thể luôn. Nó nằm ở trong cái lớp đá mềm này, đá này mềm xèo nha, bẻ ra được nha. Nha. Kìa, một hốc tinh thể trong đó luôn nha. Đó. Nhìn khá là đẹp luôn. Để mình bươi ra tiếp nha mọi người. Mình bỏ xuống đây đi. Để mình bươi cái hốc đá này cho mọi người xem. Nè. Nó trong suốt mà nó có cái ánh vàng luôn nha. Nè nè. Càng bươi vô trong mình càng thấy nó nhiều nha mọi người. Đó. Tầm hàng này là trong trong không à. Quá cứng luôn mọi người. Chắc có lẽ hồi mình đục ở trên đục xuống. Mà nó cũng khá là nguy hiểm nha. Tại nguyên cái tảng đá nè. Mình moi quá là tảng đá nó sẽ rớt xuống nha. Nó có theo mạch nha mọi người nha. Dài dài như bên đây nè. Không có nè. Đó. Nó chỉ có cái mạch ở chân giữa này thôi mà. Ở đây thạch anh đá tảng bự bự không à. Phải chi mấy viên trong suốt mà nó được tảng bự gì nè. Làm bằng bể mấy viên trong này hết luôn. Có một số tạp chất. Này nó nhiễm phèn. Chú mình lấy cái viên này ra nè mọi người. Bạc đá trắng, đá dồi, mềm quá. Đây nè. Cái viên này là trong trơn nha. Đó. Trong như gương vậy đó. Tinh thể chắc này mình không thèm lụm luôn mọi người. Mình đào vô đây khai thác tiếp mấy khối lớn. Mấy viên này cũng trong nữa nè nha. Nhưng mà nó hơi tạp chất tí xíu. Đem mấy viên này về nặng quá chắc mình không đem đâu. Kiếm mấy viên nào thật là trong suốt. Đó. Nè mọi người. Tới nữa rồi nè. Cây kè trong đây nữa nè. Đó. Khá là hấp dẫn luôn nha. Wow. Nè. Hết tiết cái mỏ này rồi. Đó, còn khá là nhiều trong đó luôn nha. Nè, cái viên đen đen này nè. Mọi người chịu khó xem lâu một tí để mình bơi hết cái này ra cho mọi người xem nha. Cầm cái tay nên nó hơi lắc, cái máy hơi lắc tí xíu. Mọi người xem thông cảm. Thôi thôi luôn, khối này nè. Ở ngoài nó phẳng như gương vậy nha. Nhưng mà những khối này chắc mình không lấy quá. Bỏ ra đây đi. Khi nào cần thì mình lên mình nhặt. Chủ yếu bây giờ mình đánh vào những cái màu. Nó hơi đen đen này nè, nó hơi vàng vàng này nè. Và nó thật sự là tinh khiết luôn nha. Đó. Đây. Thế này nó mới thật sự là tinh khiết nè. Mình lượm ra, mình bươi ra, mình để dưới đây. Hồi nữa mình nè. Cho vô túi.
những cái viên tinh thể nhỏ rất là nhiều luôn nha. Nhưng mà để mình bư mình kiếm hàng lớn cái đã. Trông như là miễn thủy tinh vậy đó nha. Mình càng bươi vô trong càng thấy nó đen nhiều nè. Những cái tinh thể nhỏ nhỏ anh bươi xuống dưới hết. Chắc có lẽ hàng to còn trong này khá là nhiều nha mọi người nha. Quá là ok luôn. Lúc này mình không thèm kiểm soát tinh thể nhỏ. Đó, những cái tinh thể nhỏ này nè. Cực kỳ trong luôn. Nhưng mà bé quá giờ làm không có làm gì được hết. Đây nữa nè. Càng dưới sâu nó càng hơi khó lấy một tí. Thử tìm xích vào trong nữa. Đây có viên to nữa nè mọi người. Rồi cứng luôn rồi. Đó. Nó khá là cứng nha. Không biết nó được bao lớn, bao lớn. Đá bộ nó sắp lớp ở trong nghe cái âm thanh đó kìa. Đúng không ra luôn mọi người. Đây. Ra rồi đây. Khá là mệt luôn. Một cái khúc tinh thể bị gãy nha. Cúc tinh thể này nếu như còn nguyên cây chắc khá là lớn, dài. Càng vô sâu càng kiếm hàng to nha. Hơi đuối tay mọi người. Vẫn là tinh thể luôn. Những mảnh vỡ tinh thể nè. Mình mới bơi có tí xíu đây nha mọi người nha. Nè, cho mọi người xem cái lỗ nè. Hai tấc à. Mà tầng trên mình chưa khai thác nữa nha. Đây một cái độc tinh thể nữa nè. Wow. Nè. Sáng như gương luôn. Đây nữa nè mọi người. Quá xa trong này. Nè, những cái viên tinh thể nhỏ nhỏ nó rớt xuống đây nè. Còn khá là nhiều luôn nha. Như mấy cái đầu tinh thể này nè.
nó trong mà nó có ánh vàng nha. Đó. Mình tập trung vào hàng to trước đi. Đây nữa nè mọi người. Tinh thể thạch anh trong suốt nha. Này lấy không ra, quá cứng rồi. Toàn là thạch anh không, không có cái gì khác chứ nha. Có viên này nó hơi hơi ngả màu vàng nè. Càng vô sâu nó càng thú vị nha. Để xem có lỗ đá nào lạ không. Hàng này thì nó cũng tương đối, nó chưa có tinh khiết cho lắm. Nhưng mà thiên nhiên mình khai thác mà, có cái gì mình sử dụng cái đó. Đây rồi, cái viên này làm không nổi nó luôn. Trên đây một viên to nữa nè. Mình lấy hết viên này là thấy viên khác này nha. Nhưng mà những cái này nó không được trong cho lắm. Càng vô đây hình như nó càng hết trong rồi mọi người. Mình móc lên tầng trên. Đây nè. Đó. Hàng này thì khỏi chê nha. Tinh khiết luôn. Này nó hơi đục tí. Rồi. Tương đối hết rồi mọi người. Ok, mình bơi một hồi ra một lỗ nè mọi người. Nè. Tập lum dưới trơn nè. Rồi. Được bao nhiêu này nè. Mệt rồi mọi người, chắc có lẽ mình về quá. Nè. Hàng trong suốt. Một bịch ni lông luôn. Khá là đẹp nha. Có viên này nữa nè. Mấy cái đầu tinh thể không à. Rất là nhiều đầu tinh thể gì nè nha. Đó. Này cũng khá là to à. Còn những cái viên này nó hơi có tạp chất. Cho nên mình bỏ mình không lấy nha mọi người nha. Chỉ lấy những cái tinh khiết gì thôi. Rồi, chắc có lẽ mình xin kết thúc clip này đây luôn mọi người. Nếu mọi người cảm thấy yêu thích đi kiếm đá cũng như là yêu thích clip này, xin nhớ để lại cho mình một like và nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những đi tìm đá mới tiếp theo của mình nữa nha. Chào mọi người luôn nha.